Quốc đảo Saint Vincent ở phía đông vùng Caribe đã phải cho sơ tán hàng nghìn người dân do núi lửa ở đây phun trào dung nham, thổi lớp tro đen dày, bao phủ khắp đảo. Nhiều người dân so sánh nơi đây giống như một hòn đảo ma vì bị bao phủ một màu đen xám của tro bụi và mùi lưu huỳnh nồng nặc len lỏi khắp trong không khí. Ngày 9 tháng 4, núi lửa La Soufrière phun tro bụi cao tới hơn 6.000 mét. Quốc đảo Saint Vincent đã rung chuyển trong đám mây tro bụi, khiến cho hơn 3.000 người phải di rời tới các nơi trú ẩn. Giới chức của quốc đảo đã phải ban bố tình trạng báo động bởi hiện nay vẫn chưa rõ là núi lửa sẽ tiếp tục xả ra bao nhiêu tro bụi nữa. Đây là lần đầu tiên núi lửa này hoạt động trong suốt hơn 40 năm qua. Năm 1979, một vụ phun trào núi lửa ở đây đã gây thiệt hại khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Vụ phun trào vào năm 1902 thì đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Bốn xác cá voi xám đã trôi dạt vào bờ biển San Francisco của Mỹ trong vòng 9 ngày qua. Các chuyên gia cho biết là hai trong số đó đã bị tàu đâm làm cho bị thương nặng trước khi chết. Các nhà sinh vật học đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai con cá voi còn lại. Rất có thể là do chúng bị mắc vào lưới câu hoặc là mắc vào các thiết bị đánh bắt ở khu vực nước sâu. Tính đến năm 2016, trên thế giới có khoảng hơn 27.000 con cá voi xám. Tuy nhiên thì do biến đổi khí hậu, loài động vật này đã phải di chuyển môi trường sống, vì thế mà cũng dễ bị con người tác động đến hơn. Người dân Đà Nẵng đang thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước ngọt bị nhiễm mặn. Thông tin được chúng tôi tổng hợp ở cụm tin trong nước đáng chú ý sau đây. Người dân tại một số khu vực ở thành phố Đà Nẵng đang bị thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân là do nguồn nước ngọt đầu vào của thành phố Đà Nẵng có lúc bị nhiễm mặn lên đến 10 phần ngàn mg trên 1 lít, tương đương 1 phần 3 độ mặn của nước biển. Ngoài ra, nước từ thượng nguồn không thể về được các cửa thu nước tại trạm thu Cầu Đỏ suốt một tuần qua. Do đó, nước sinh hoạt bị yếu ở một số khu vực cuối tuyến. Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Dawako sẽ trình phương án xây đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng lưu.